Huy, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng, trong năm 2022, năm Nhâm Dần. 1. Tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, Nam Mạng, trong năm 2022, năm Nhâm Dần. Thưa quý vị, Nam Mạng sinh năm 1986, tuổi Bính Dần, tức tuổi con hổ, thường gọi là Sơn Lâm Chi Hổ, tức hổ trong rừng, mệnh hỏa, lưu trung hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Mệnh lưu trung hỏa gặp năm 2022, mệnh kim bạch kim, hỏa khắc kim, bình thường, địa chi, dần gặp dần, năm bản mệnh, không tốt. Đây là năm tuổi của quý vị, thiên can, bính gặp nhâm, tương xung, không tốt, sao chiếu mệnh, sao la hầu, vận hạn, hạn tam kheo, vận niên, ngưu hồi sơn. Sao chiếu mệnh tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng, năm 2022. Thưa quý vị gặp sao la hầu chiếu mệnh. Sao la hầu hay gọi là khẩu thiệt tinh, là một trong 9 cửu diệu niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây chính là một hung tinh mang đến nhiều điều không may, bất kể là nam hay nữ đều cần phải cẩn thận. Sau này tác họa mạnh nhất là vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người gặp sao la hầu chiếu mệnh dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thi phi, nghĩa là sau này chủ về mồm miệng dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sau này cũng cần chú ý tới các bệnh về mắt. Người nào mệnh kim và mệnh mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn các mệnh khác, vì sau này thuộc hành kim sâu chui lại các vấn đề ta thấy. Năm gặp sao la hầu chung mệnh nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Vận hạn tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng, năm 2022. Thưa quý vị gặp hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn trù về sức khỏe. Người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống, vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân và xương khớp. Người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thương tật ở mắt hoặc tay chân. Những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc dễ bị té ngã dẫn đến thương tích. Về đời sống thì không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích đó, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không rất có thể những điều này sẽ gây nên rắc rối cho bản thân của quý vị. Những cách giải hạn tam kheo mà quý vị có thể áp dụng: thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức phẩm hạnh, làm nhiều việc lương thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tiếp theo là quý vị giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thể lực, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm. Giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Thứ ba là vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh, đề phòng các bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra nên vận động thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Về thứ tư là đối với các vấn đề về thị phi, miệng tiếng, châm biếm đả kích, phê bình thì quý vị nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp phạt thủ dai, để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui. Năm 2022, tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng, với các hạn. Thưa quý vị, về hạn thai tuế năm 2022, quý vị phạm thai tuế, trực thai tuế. Về hạn tam tai năm 2022, quý vị không phạm tam tai. Về tuổi kim lâu năm 2022, quý vị phạm kim lâu, kim lâu thân. Về hạn hoa ngốc năm 2022, quý vị không phạm hoa ngốc. Vận niên tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng, năm 2022. Thưa quý vị gặp vận niên ngưu hồi sơn. Ngưu hồi sơn nghĩa là trâu về núi. Ở núi tuy không có cỏ để ăn nhưng vẫn có lá cây non và xa loài người thì tấm thân đỡ vất vả. Trong năm 2022, bản mệnh nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc có lợi thì mới làm. Bản mệnh trong năm 2022 có nhiều cơ hội tốt cho kinh doanh, cầu quan lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa tạm tốt. Bản mệnh cần đề phòng ốm đau bệnh tật, tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút xáo trộn, cả hai nên tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều người có tin vui song hỷ thêm người. Xem từng tháng trong năm 2022, tuổi Bính Dần 1986, Nam Mạng. Thưa quý vị, tháng 1 vui xuân cùng gia đình,
nhưng trong nhà thiếu hòa khí. Tháng 2, có tin vui về thêm người trong gia đình hay có sự mua sắm, thêm đồ vật trong nhà, nhưng chuyện kinh doanh buôn bán của gia đình lại không được tốt, có kẻ gièm pha quấy phá. Tháng 3, tháng này quý vị ra ngoài, chú ý tới sức khỏe của bản thân. Tháng 4, công việc làm ăn của gia đình không được tốt, quý vị chú ý bệnh đau đầu. Tháng 5, trong nhà thiếu hòa khí, có bệnh về tê thấp, xương nhức mỏi. Tháng 6, không nên mở rộng kinh doanh buôn bán. Tháng 7, quý vị chú ý trộm đạo quân gian, trong công việc làm ăn có kẻ phá hoại, có kẻ ném đá sau lưng. Tháng 8, quý vị ra ngoài, chú ý xe cộ đi lại cẩn thận, kẻo có tí vết. Tháng 9, không nên đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn, kẻo bị thua lỗ. Tháng 10, không khí trong gia đình không được tốt, vợ chồng thường xuyên cãi vã, có kẻ thứ ba xen ngang. Tháng 11, có nguyên nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn buôn bán, tuy nhiên quý vị chú ý tới sức khỏe. Tháng 12, tiền bạc tiêu pha nhiều, có kẻ phá hoại trong công việc làm ăn. Tổng quan cuộc đời tuổi Bính Dần 1986 Nam Mạng. Thưa quý vị, cuộc đời tuổi Bính Dần Nam Mạng thông minh hiền lành, thật thà chất phác, học hành bằng cấp cao, thấu hiểu sự đời rất sâu sắc, cho nên được mọi người quý mến. Trong việc làm cũng như ngoài xã hội, quý vị thường được mọi người kính nể về tài năng, nên thường ngồi ở những vị trí tốt đẹp. Tuổi của quý vị xây dựng nhà cửa khang trang, có một gia đình êm ấm, hạnh phúc và một đời sống thật vui vẻ, trong lòng lúc nào cũng an nhàn sung sướng, tiền tài mỹ mãn, cùng tạo tân phước, cập trường thọ chi mạng, tuổi này thọ số. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.